là sau này đến chỗ đó coi như là mẹ đứa con á, là đến cái chỗ là 7 ngày đêm bật lấu trời trăng. Tất nhiên là khi khói nó bốc lên án coi như là cái mặt trời che lấp bầu khí quyển. Đến 7 ngày sau, nếu như ai mà còn sống sót, khói kia bắt đầu nó rớt xuống, nó thấm trong cây, trong nước, trong đất, rồi chúng ta sử dụng coi như là cũng bị chất độc nó mà chết. Nên trong khi đó ông Thanh Sĩ ông mới nói tất nhiên là từ trong cỏ, trong cây, trong nước, trong khí trời có chất độc luôn. Người nào khi đã bị suông, mạng căn khắc thể như giường tơ treo, tất nhiên là trong đó coi như là bị thấm đó vào, ai coi như là cũng phải tiệt. Nó là khói mịt mù, mà khi đã khói mịt mù vậy là văn sát đầy đường, tất nhiên là chết không thể tưởng tượng được. Di Đà Phật, giờ đây được 3 đề, có lẽ là còn một đề nữa, cũng là đề chót. Giờ xin mời đồng đạo đi đến đây đặt câu hỏi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, dạ kính thưa bà con cô bác, dạ kính thưa chú Tư, cũng như là xin gieo duyên chú Tư qua hai câu giảng của Đức Thầy là buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo, khói mịt mù, văn sát đầy đường. Vậy là trước khi ăn mà đốt pháo làm cái gì? Thì để chi mà khói đầy đường vậy? Thì chú Tư có thể chia sẻ cho bà con nghe. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Vỗ tay vỗ đi. Và đề này cũng đề chót rồi, cho nên đồng đạo kho đó mới nêu lên trong hai câu giảng của Đức Thầy. Và trong hai câu đó là buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo, khói mịt mù văn sát đầy đường. Rồi đồng đạo hỏi chứ mình nhập tiệc như là mình đốt pháo còn chi cho văn sát. Cô bác anh em trong đạo, thì hai câu giảng này coi như là cũng nằm trong là cái bài là Nang Thơ Cẩm Tú, phải không? Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, thì cái bài Nang Thơ Cẩm Tú Đức Thầy nhắc đi nhắc lại cho chúng ta biết. Và sau cái đoạn cuối đó là Đức Thầy nói qua vấn đề cơ pháp để cho chúng ta nắm. Lúc đầu thì Đức Thầy nói qua cái cuộc gặp gỡ của tín đồ, và con lạc cha con hỡi u ơ thầy xa tớ ngẩn ngơ thương mến, ngóng trong chờ dẫn thời đưa đến đẳng chung cùng một tiệc quỳnh tương của bác anh em chứ đồng đạo. Rồi sau đó Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết trong bài Nang Thơ Cẩm Tú là Đức Thầy là cảnh tỉnh cho tất cả các chúng sanh biết rằng là cái cuộc diễn sau này đó là nó khổ lắm cô bác anh em chứ đồng đạo. Đó tất nhiên là khó dừng lại gió cu lập bập, mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim đua bay cá lại tranh mồi, mấy ngọn thủy triều nô nức sụt sôi, bầu trái đất một khoen lưng chuyện. Ta là kẻ tu hành thiện kiến, xét thấy trần lưỡng biện đôi điều, chớ đâu nào bài diệt chớ chiêu, muốn giác tỉnh người mê trở lại thâu. Cho nên sở dĩ mà Đức Thầy nói cơ trên đây là muốn cho tất cả các chúng sanh hiểu để mà hối thúc để tu thôi, không? Còn như chúng sanh mà đã tu rồi thì Đức Thầy đâu cần gì phải nói cơ. Tu gì muốn hết đầu thai, đạo gì cứu kẻ mê sai mà truyền, dầu không có cuộc biến thiên cũng tu cho khỏi nghiệp duyên luân hồi, huống chi gặp lúc tận đời sự tu cần phải trao dồi nhiều hơn, phải không? Cho nên bây giờ giai đoạn này cứ như là chúng ta cần phải tu cho nó gấp, không? Thưa cô bác anh em trên đạo, nên Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh cốt yếu là Đức Thầy thuyết pháp để độ đời thôi, không? Thuyết pháp độ đời thôi. Mà khi Đức Thầy thuyết pháp cho chúng sanh nghe, chúng sanh không có nghe, nên Đức Thầy mới nói là kệ khuyên trần như nước đổ lá môn. Khuyên chúng sanh rồi là như nước đổ lá môn, hoặc giả là nghe rồi thì cũng phủi rồi, không? Nào ai có biết đây là người chi? Rồi Đức Thầy mới cố tình nói cho chúng sanh để nghe. Xuống trần ta dạy cố lì, cốt cho trần thế nghe, nghe thì mới thôi. Là xuống trần Đức Thầy quyết định dạy cho chúng sanh, cố lì để dạy cho chúng sanh, cốt cho trần thế nghe thì mới thôi. Nhưng mà nghe rồi thì cũng phủi rồi, thấy không? Bây giờ chúng sanh không nghe rồi thì sao? Thì Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết chừng nào Đức Thầy mới thôi. Chừng nào khùng ngồi nói chuyện quá dài, bị lòng bác ái nói hoài không thôi, nói hoài không thôi. Giống như gia đình năm mảnh vậy đó, năm nào cũng nói, năm nào cũng tổ chức nói, nói chừng nào mà chúng sanh giác ngộ mà mới thôi. Nhưng mà chừng nào mới thôi quý vị? Chừng nào bốn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chừng nào mà chúng sanh nghe đạo lý để lòng
chừng nào mà chúng sanh nghe thiên cơ để lòng mới thôi. Cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ qua câu này đồng đạo mới nêu lên đó là buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo khói mịt mù văng sát đầy đường. Vậy thì bây giờ Đức Thầy nói cơ, mà chúng sanh không nghe đạo rồi Đức Thầy phải nói cơ, đến trung tuần tháng 8 ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu khùng điên mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần hầu đó biết ăn năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tĩnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên sao không chỉ bảo. Thì rõ ràng bây giờ là chúng sanh không nghe đạo thì Đức Thầy phải nói thiên cơ, thấy không? Nói thiên cơ tất nhiên là Đức Thầy cho chúng ta biết chỉ mái trời bày tỏ việc về sau, không? Vào chỗ khác Đức Thầy nói là thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thường lê thứ tới hồi khổ não. Bây giờ là bây giờ khổ não tới đời là đây, còn gì nữa không? Vậy thì bây giờ qua câu này đó là bổ nhập tiệc trải qua tràng pháo khói mịt mù văng sát đầy đường. Rồi đồng đạo mới hỏi vậy chứ bây giờ là bổ nhập tiệc là buổi nào và chừng nào mới nhập tiệc, rồi bây giờ tại sao mà phải trải qua tràng pháo? Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ quý vị mình cũng được biết qua những cuộc tiệc nào thì bây giờ người ta hồi xưa đó thường khi đốt pháo để mà chuẩn bị cho mình trong cuộc nhập tiệc, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì cái tình trạng không có đốt pháo, nhưng mà ở đây muốn nói qua cái vấn đề muốn nhập tiệc là phải đốt pháo chứ có gì đâu. Vậy thì bây giờ cái nhập tiệc đó nhập tiệc gì? Thôi bây giờ Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết đó là kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan dạ chớ nài, vàng đá bao khoen cơn nước lửa, chỉ thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trông mong bữa tiệc khai nè, không? Gắn chí trông mong bữa tiệc khai là cái bữa tiệc này nè. Vậy là cái bữa tiệc này đó là sao cô bác anh em dùng đạo? Cái bữa tiệc này tất nhiên là trong khi đó trong tứ thánh mới cho chúng ta biết là mời anh mời chị mà đá chơi một sòng, ăn tết đi đá thiệt đông, đá lên châu đốc á mà gò công trở về, thấy không? Rồi bây giờ đi mà giáp một vòng rồi tất nhiên là trong khi đó là mới mời ăn tiệc cô bác anh em chứ đồng đạo, thấy không? Rồi trong khi mời ăn tiệc tất nhiên là cái tiệc này tất nhiên là cái cuộc trùng phùng và chúng ta sẽ được gặp nhau. Vậy thì bây giờ trước khi nhập tiệc là phải trải qua tràng pháo cô bác anh em chồng đạo. Mà trải qua tràng pháo đó là gì? Thôi vậy nói cho nó mau đi. Bây giờ nếu mà trải qua một cái cuộc tràng pháo đó, nếu mà không có những cái cuộc này đấy thì bây giờ không bao giờ nhập tiệc được cô bác anh em chứ đồng đạo, thấy không? Thì bây giờ nói cho nó mau là con người chúng ta phải chịu qua một cái cơn kinh khủng, giặc giả, chiến tranh và tất cả những việc gì đó hen, trong khi đó là không biết bao nhiêu những cái chết mới vào trong cuộc tiệc được. Vậy thì bây giờ trong cái cuộc tiệc đó là có thể nói cùng tất cả chứ quý vị mình vô trong bốn trấn ông thẹn, vô trong đó là cái tiệc, là được yên ổn, là được bình an, là được nhập tiệc, không? Rồi bây giờ những người ở bên ngoài là chúng ta phải bị những cái tình huống mà trong khi đó nào nước dưng nè, nào thân người chết nè, nào bệnh căn nè, nào phép yêu ma, nào là xấu bắt hùm tha, nào là giặc giả cửa nhà tan quan, nào là bom đạn nổ vang trời đất, không? Như vậy thì không biết bao nhiêu những cái cuộc chết chóc, tai họa trời đi xuống lăng xăng, tất nhiên là cái tai họa của ông trời đi xuống thế gian này, nạn nước lửa, nạn phần ôn dịch, nạn trái ban thêm phần con nít, nạn chìm ghe lão ấu bất tồn, nạn hổ lang ác thú hết hồn, nạn ác thú ó rằng mổ cắn, nạn coi như là giặc giả chạy đà cống cẳng, té ngã lăn chân thẳng chân dùng, phải không? Thì đây bắt đầu đến cái giai đoạn tất nhiên là phải coi như là trải qua tràng pháo. Mới trải qua tràng pháo tất nhiên là cái sự chết chóc của chúng sanh không thể tưởng tượng được mà. Vậy thì bây giờ quý vị mình nghe lại sau này đó hen, là tới đời đất hỡi trời ơi, tất nhiên là khi mà đến cái tới đời rồi đất hỡi trời ơi, tất nhiên là than lên vị cô bác anh em trong đạo, đông tây nam bắc là ối thôi tưng bừng, giặc giả lớn chưa từng ngó thấy, chúng dùng nhiều khí giới kinh thiên, làm cho đất động trời nghiêng, chúng sanh chết chóc vô biên khó lường, thay lắp giáp bình dương biển lớn, máu trâu đầy khắp chốn cùng nơi, còn chi mạng sống người đời,
nếu không chưởng khước khó ngồi thế gian. Đây có phải là nhập tiệc trải qua trận pháo không? Như vậy là phải trải qua một cái cơn trận pháo này là chúng sanh chết không thể tưởng tượng được. Thay lấp giáp bình dương biển lớn mà máu trôi đầy khắp chốn cùng nơi, cho nên tranh đời mỗi một lần bôi, cỏ cây đều sạch, thú người đều tiêu. Cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to mà luyện trứng gà. Chúng sanh thử tưởng tượng ra kiến kia sấn chết mà trứng gà nát không. Kỳ đại hạn cũng đồng cảnh ấy, khi tẩy trần trông thấy hải kinh thay bèo sát bọt đinh ninh, diều tha quả xé chúng sinh tử nàng. Trời héo mặt gà vàng cũng vắng, đất châu mài thỏ trắng bạc tinh. Nhìn vào đại nạn chúng sanh quỷ thần còn phải thất kinh với hồn. Thật ra việc sinh tồn kỳ chót tài không hơn nơi đức ở con. Đức tuy không thấy mà còn tài coi rần rộ mà mòn như cưa. Cọp với beo tranh đua qua dũng bại, nát mình thắng cũng trần thân. Người tám lượng kẻ nửa cân, chung quy ai cũng rã thân tiêu hồn. Vậy thì bây giờ đó là qua một cái cơn đó, tất nhiên là qua một cái cuộc nhập tiệc, phải trải qua trần pháo không? Rồi khói mịt mù văng sát đầy đường, tất nhiên là quý vị mình được biết là sau này là khói mịt mù hết. Mà cái khói mịt mù này quý vị mình được biết hen là thể theo mà nghiên cứu về vấn đề khoa học. Tuy thế giới ngày nay nhiều phát minh rất tài, nhưng vấn đề sanh tử vẫn còn dở chưa hay. Loài người cứ phải chết, cái chết không đổi thai. Thế là phát minh ấy không khỏi kiếp nhân loài, dùng nó làm phương tiện, xong chớ có mê sai. Mê sai sanh khổ não, khổ não sanh nạn tai. Tai nạn bằng khoa học thần thánh thấy châu mài. Tai nạn bằng khoa học gọi là thần thánh thấy châu mài. Tất nhiên là thấy khổ cho chúng sanh, nghe cô bác anh em dòng đạo. Nhưng mà khoa học cho chúng ta biết hen là khói mịt mù. Mà khói này là khói gì? Do nơi hạt nhân, nguyên tử, hóa học, nhiệt hạch mà khi nó thảy xuống rồi là khói mịt mù, cô bác anh em chứ đồng đạo. Không, khói mịt mù. Mà mịt mù chẳng những coi như là mịt mù ở trời đất đây, mà nó tối cả trời đất luôn, cô bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên mẹ đấy con bỗng nhiên có khói từ trên không bay tới khắp nơi, kẻ ngửi vào thì quý cuộc đời chất độc ấy mà đất trời cũng thảm. Mẹ đấy con mưa qua một đám đủ gây nên bệnh hoạn chết người. Số mạng đâu có mấy tấc hơi, thương ba tánh sống đời khó sống. Cho nên là khói qua coi như là như vậy là mịt mù văng sát đầy đường. Mà khi khói mịt mù rồi là quý vị mình được biết là khói bay tới đâu là con người chết tới đó, cô bác anh em trong đạo. Là chết tới đó là rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ mẹ đấy con đấy em, là sau này đến chỗ đó coi như là mẹ đứa con á, là đến cái chỗ là 7 ngày đêm bạc lấu trời trăng. Tất nhiên là khi khói nó bốc lên án coi như là cái mặt trời che lấp bầu khí quyển. Đến 7 ngày sau, nếu như ai mà còn sống sót, khói kia bắt đầu nó rớt xuống, nó thấm trong cây, trong nước, trong đất. Rồi chúng ta sử dụng coi như là cũng bị chất độc đó mà chết. Nên trong khi đó ông thanh sĩ ông mới nói, tất nhiên là từ trong cỏ, trong cây, trong nước, trong khí trời có chất độc luôn. Người nào khi đã bị xuông, mạng căn khác thể như giường tơ treo. Tất nhiên là trong đó coi như là bị thấm đó vào, ai coi như là cũng phải tiêu. Đó là khói mịt mù. Mà khi đã khói mịt mù vậy là văng sát đầy đường, tất nhiên là chết không thể tưởng tượng được. Mà cái chết văng sát đầy đường, tất nhiên là bây giờ Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết là lời xưa di tích rõ việc này. Ai muốn mất phàm gặp gồng mây, hãy ráng nghe lời. Ta mất trước không gìn đạo đức phải khỏi thầy. Không gìn đạo đức rồi tất nhiên là sau này phải khỏi thầy. Rồi chỗ khác Đức Thầy nói là gớm ghê cho chúng, hồi thầy muôn ngàn, ngày nay đạo đức chẳng màng. Rồi sao dẫu có tiền ngàn có mua, có phải là văn sắc đầy đường không? Khôi thay khắp chỗ khắp nơi chứ, nếu mà chúng ta không chịu tu. Cô bác anh em trần đạo. Vậy thì bây giờ cuộc đời nay như ngựa buông cương, khó dừng lại gió cu lụp bụp, mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim đua bay cá lại tranh màu. Là tới chuyện luôn cô bác anh em trần đạo. Vậy thì bây giờ coi như là qua câu này đồng đạo mới nêu lên, tất nhiên là bổ nhập tiệc trải qua tràn pháo. Thì bây giờ phải trải qua trận pháo, thì bây giờ đang coi như là ở coi như là Trung Đông rồi đó, bắt đầu nó chuẩn bị châm ngòi qua tới Biển Đông ha, cô bác anh em trần đạo. Mà khi qua tới Biển Đông rồi, trong khi đó là vô tiệc rồi, trong khi đó là không biết bao nhiêu những cái chuyện coi như là nó chết chóc chúng sanh.
Vậy thì bây giờ trong khi đó là văn sát đầy đường thôi, giờ đầy đường văn sát, mà sát đây là sát pháo, nhưng mà có thể nói rằng sát đây là sát con người chúng ta, coi như lúc đó là đầy đường chỗ nào cũng sát. Bây giờ 10 phần, hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Đó là văn sát đầy đường. Rồi ông thanh sĩ ông nói 10 phần hết 9 phần tan, một phần còn lại đó nghe, toàn vàng với chó. Nghe không? Bây giờ chỗ khác Đức Phật Thầy Tây An lại nói cho chúng ta biết cuộc đời càng gắt lại càng gai, ngạt nổi thiên cơ chẳng dám bày, gắn núp với hang câu ngựa chạy, mà khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay. Mới tới chỗ này, đông tây trộn rộn trời che sát, đây là tất nhiên là sát. Nghe không? Đông tây trộn rộn trời che sát, còn nam bắc ê hệ đất trở thấy, nhân lỗi 10 phần hao 7-8. Thần tiên thấy vậy cũng cho mày là nhân lỗi 10 phần hao hết 7 hết 8, bác anh em chung đạo, có phải là văn sát đầy đường không? Nghe không? Rồi bây giờ chỗ khác ông ba ổng lại nói nước trong đựng lại một bồn, còn đồ cặn cáo đen bất tồn đổ đi. Hoặc giả là ông nói cái đoạn khác, còn một trận cột kèo xa dách, người không tu đó nghe, chạch bách không có còn. Không tu tất nhiên là tiêu hết chúng, không tu tất nhiên là toàn mãn hết, thấy không? Tiêu hết. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết khen là Thiên Hoàng mở cửa các lăng, Địa Hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, 10 cửa xem thấy ghê hồn, cho trần câu thử có mà hay không. Nhân Hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian, ấy là đến lúc xuê xoan Tam Hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lần chớ có sợn, ráng tu thì được, xem đợn trên mây người hung chết đất chật thay, nhìn xem bất thảm ngày rài cho dân, mấy người còn được sát thân thì là đài ngọc cắt lên giữa kề. Cô bác anh em trong đạo đó, thì rõ ràng qua câu này được đồng đạo hỏi nêu lên là buổi nhập tiệc trải qua tràn pháo khói mịt mù, văn sát đầy đường. Thôi bây giờ chúng ta chờ đợi, chờ đợi một cái ngày mà Đức Thầy dọn tiệc, chờ đợi một cái ngày mà trong khi đó chúng ta coi như là để gặp Thầy. Cô bác anh em trong đạo, cho nên bây giờ tới cái ngày đó đó hen, quý vị mình được biết trong Tứ Thánh nói đó hen, ông bà ăn Tết một năm vui mừng ăn tiệc, hiếu chi kẻ dọn người bưng. Mày sao nữa? Chừng ông về tới mặt dưng không còn. Nghe không? Ông bà ăn Tết một năm vui mừng, thiếu chi kẻ dọn người bưng, chừng ông về tới là Thầy về mặt dưng không còn. Không lẽ gì bây giờ trong tỉnh An Giang có mặt dưng không còn rồi, chắc là đâu còn không? Hả? Rồi Vĩnh Thanh Trà Kiết còn không? Còn phải không? Rồi mặt dưng không còn là mấy cái chỗ đó không là không còn phải không? Không phải vậy. Mặt dưng tất nhiên là mặt người dưng. Cái người dưng đó là người sao? Là người lạ. Cái người không theo giáo lý Đức Thầy. Có người theo giáo lý Đức Thầy mà là cái người dưng, tại vì không theo Thầy là không còn. Vậy thôi chứ có gì đâu. Vậy thì bây giờ chừng ông về tới mặt dưng không còn, tất nhiên là đồng đạo của mình đó hen, mà theo đạo đó hen, mà không làm theo lời Thầy dạy, không theo tôn chỉ ra, cái mặt này mặt người dưng nè, đâu phải là đệ tử Thầy đâu mà không có dưng, không? Còn có ở người ngoài thì tôi không bàn tới đi. Người ta không tu, không theo giáo lý Đức Thầy tôi không bàn. Nhưng mà câu này đó hen, là sau đó là thiếu chi kẻ dọn người bưng là ăn tiệc, nghe không? Mà chừng ông về tới mặt dưng chẳng còn, tất nhiên là tiêu, không? Tiêu chở luôn còn được đâu cô bác, nó nhân đạo. Vậy thì bây giờ buổi nhập tiệc phải trải qua tràn pháo, mà khói mịt mù văn sát đầy đường, cuộc đời nay như ngựa buông cương khó dừng lại, gió cu lực bật tắt là phải tới cô bác, nó nhân đạo. Vậy thì bây giờ ở nơi đây qua hai câu giảng này là chúng tôi có phụ ý một chút xíu nữa, tất nhiên là kết thúc cô bác anh em chứ đồng đạo. Vậy thì bây giờ Đức Thầy tiên tri và cho chúng ta biết rồi phải không? Biết hết rồi. Bây giờ không còn gì cách khác hơn là chúng ta phải cần niệm Phật, phải cần tu, phải cần cúng lại, cần ăn chay, cần làm lành, cần bố thí, cần giữ giới, cần nhẫn nhục, cần tu theo giáo lý Đức Thầy, cần làm theo lời chỉ Đức Thầy. Nếu như ai mà không làm theo lời chỉ Đức Thầy thì Đức Thầy cho chúng ta biết giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngài gài gặp ta. Còn nếu như chúng ta không làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy thì Đức Thầy nói là đừng trách Phật tiên sao không chỉ bảo. Cô bác anh em chung đạo đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ
chúng ta đã biết vậy hết rồi thì bây giờ thiên cơ số mạng biết chi mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Mình biết chi nãy giờ rồi, biết thiên cơ như vậy rồi mà không chịu tu, thấy mà nói thiên cơ mà lòng không thối quá, rốt cuộc rồi như cá mất câu. Hội Phật tiên chẳng dễ gặp đâu, muốn gặp phải công phu dài dằng, thấy không? Cho nên bây giờ chúng ta cần phải công phu, cần phải tu tập ha. Bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết hối thúc, tất nhiên là mà mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này, hoặc giả là lo liệu liệu chịu tiếng trần có một hội này, lập lấy thân nếu để dễ chạy e chẳng kịp, khuyên ai khuyên sớm ráng chuyên cần. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải cần chuyên, phải sống tối, phải lo coi như là tu tịnh. Còn nếu như chúng ta không tu mà cứ nhóng nhau, mình đồng đạo mình thường hay nhóng lắm, nhóng cho thiên cơ nó tới. Giống như bây giờ không có chịu lập nhà cho kính đạo mà cứ nhóng gì không biết bữa nay trời mưa không ta, cứ nhóng hoài mà không chịu lập nhà, mà tới ông trời ông đổ mưa xuống chúng ta lập nhà kịp không? Bây giờ chúng ta phải lập nhà trước. Cứ nhóng không biết bữa nay đò chạy không.